Đây, chào tất cả anh em lại quay trở lại mấy kênh của mình đây. Đấy, hôm nay là mình muốn chia sẻ cho anh em một mấy con khiếu rất là đẹp luôn. Đấy, hiện tại đây cho anh em xem một con khiếu mình đã tách lồng ra đây. Con này có vẻ là rất là hay đấy các bạn nhé. Đấy, thì đây, bên kia là khiếu kìa, lồng khiếu. Ở trong kia là họa mi, đây bên này là khiếu. Nhưng mà con này là con tách lồng nó đẹp, khá là đẹp nên mình mới tách lồng ra các bạn nhé. Thì mình muốn chia sẻ cho anh em xem con khiếu này. Con này hot hay đấy, mà có vẻ như là đấy 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 hot múa một tí rồi đấy, cho nên là mình quay chia sẻ cho anh em qua xem con này nhá. Đấy, thấy chưa, coi to đẹp lắm các bạn. Đây này, đấy anh em nào có thích con này không? Thấy chưa, nó được cái là nó khá là thuần rồi, hot và có vẻ là hot múa các bạn nhé, cho nên là mình mới tách cho đây. Đấy, tách cho đây để mình chuyển nhượng cho những anh em nào thích. Mình sẽ chuyển nhượng cho anh em đó. Đấy, thấy chưa, con này khá là thuần rồi. Đấy, mấy con ở trong kia đang đấy đấy, nó kêu ấy. Đấy, được con này là má to này, hai bên má to, yếm to này. Đấy, hai bên má to lắm. Con chim này nó to đẹp các bạn ạ, nó to đẹp. Con này mình muốn chuyển nhượng lại cho anh em là 1 củ 8. Đấy, 1.800.000 các bạn nhé. Anh em thấy nó hợp lý không? Thấy không? Thuần phết rồi đấy. Thấy nó khá là thuần rồi cho nên là đấy, hiện tại là mùa này chim là sắp sửa thay lông rồi các bạn ạ. Sang mùa sau 1-2 tháng nữa là không còn chim nữa đâu các bạn ạ. Chim nó thay lông rồi. Bây giờ thì vẫn còn chim chứ ít thôi, nhưng không nhiều rồi. Đấy các bạn thấy không? Khá là đẹp luôn. Đấy, con này hot rồi các bạn nhé, hot rồi. Đây, đây đây đây, anh em xem bằng ấy phút thì xem cho qua lồng thì nó cũng rất là khó. Cho nên là anh em xem như vậy thì con máy mình dí sát vào như vậy mà con chim nó vẫn là bình tĩnh như thế là anh em biết là con chim nó khá đẹp rồi. Đây thì anh tiếp cho anh em xem mấy con chim của mình ở đây. Đây, mấy con này là mấy con chim Lạng Sơn. Đấy, mấy con khiếu Lạng Sơn này. Đấy, nói chung là đẹp, to đẹp, con nào cũng to đẹp. Đấy, thấy chưa, những con này là những con mình đang theo dõi các bạn này, đang theo dõi để xem nó có tố chất gì mà nó như nào thì mình lại tách lồng ra. Đấy, nói chung là được cái là con chim nó to đẹp các bạn ạ, nó rất là to đẹp mà. Đấy, quay trong này hơi tối một tí thì anh em chắc chắn là anh em xem không được rõ rồi, nhưng mà con nào cũng mượt mà lắm, mượt mà to đẹp lắm. Đấy, trời cũng sắp mưa rồi các bạn ạ, trời hơi âm u cho nên là cũng hơi bị quay hơi bị tối cho anh em. Những con này là hiện tại là mình đang bán với giá là 1.700.000. Đấy, anh em nào có thích thì anh em có thể mình sẽ chuyển nhượng cho anh em. Đấy, hiện tại bên này là họa mi. Đấy, những con mi này quay này để cho anh em xem thôi, còn thật ra là không quay sát được, ký được. Đấy, để anh em nào mà thích thì anh em đây này, mi này sẽ chia sẻ kỹ càng hơn cho anh em. Thì hôm nay mục đích của mình chỉ là chia sẻ con chim khiếu của mình vừa tách lồng ra thôi. Đấy, đây khiếu các bạn này, khiếu này. Thì thật ra là anh em nào mà đã từng sở hữu con chim ở tiệm mình anh em biết rồi, chim nó đẹp. Đấy, nó đẹp nên nó không nó đẹp mà khách hàng gần như là ưng luôn. Đấy, bảo hành 3 ngày cho anh em là anh em được bảo hành là chim đến tận nơi đẹp. Chim đến tận nơi mà bao chim trống 100%, chim đẹp luôn. Đấy, chim trống 100%. Đá hot, chim đẹp, không lối móng, không lối mỏ. Đấy, đấy. Ok anh em chưa? Đấy, không quay chi tiết được cho anh em đâu, chỉ quay chi tiết cho anh em về con chim kia mà 2 phút gì đó để anh em xem tham khảo thôi anh em. Thì anh em đăng ký kênh thì mình sẽ chia sẻ nhiều con chim đẹp hơn cho anh em xem. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.